đây chúng ta cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa tiếp theo đại chủ đề của chúng ta về phục hồi và xây dựng. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên lắng nghe và tiếp nhận lời của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để học thêm một cái cửa khác nữa trong việc tái thiết và xây dựng của Jerusalem, tức là mỗi đời sống của chúng ta là cơ đốc nhân thuộc về Chúa cũng như là của Hội Thánh Chúa. Trong Nehemiah đoạn 3 câu số 13, tôi xin được đọc. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng, chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1000 thước vách ngăn cho đến cửa phần. Chúng ta xem thêm một chỗ khác nữa ở trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 1 và 2. Ta là hoa tường vi của Sa-ôn, bông huệ của trũng. Bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai góc. Lạy Đức Thánh Linh, xin Ngài là thần của lẽ thật. Xin Chúa Ngài ban thần trí của sự khôn ngoan Chúa để dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài, để lời của lẽ thật được phô diễn trong mỗi đời sống của chúng con. Không chỉ là giúp cho chúng con hiểu biết Đức Chúa Trời, mà còn trở nên sự sống được thể hiện qua nếp sống của mỗi chúng con cách đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Cánh cửa thứ tư mà chúng ta thấy Nehemiah và dân sự của Chúa phải tái thiết và xây dựng đó là cửa trũng. Và đây là một cái cánh cửa rất là quan trọng để cho người ta có thể bước vào trong Jerusalem. Và cửa trũng này, chúng ta nói ngay ý nghĩa của nó chỉ về sự khiêm hạ, sự khiêm nhường, sự nhu mì. Và đây phải là đặc điểm của Jerusalem, là thành thánh thuộc về Chúa. Và chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta là một đấng đã phán rằng: ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các người được yên nghỉ, và hãy mang lấy ách của ta. Gánh ta nhẹ nhàng, ách ta dễ chịu. Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Và Ngài nói điều đó để chỉ về sự nhu mì và khiêm nhường. Ta là đấng khiêm nhường và nhu mì, hãy đến và học theo ta. Cho nên tất cả những người nào đến với Chúa phải đi qua chính Ngài là cái cánh cửa trũng. Bởi vì hơn ai hết chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời chí cao. Làm sao để chúng ta có thể nhận được ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời để đưa chúng ta từ đất, nếu không muốn nói rằng từ địa ngục, từ hỏa ngục, để mà chúng ta có thể lên trời, lên thiên đàng để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ấy là bởi vì chính Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã hạ mình xuống đến nơi cùng tột. Thơ Philip đã cho chúng ta thấy cái ý nghĩa rất là quan trọng như vậy. Thì Phaolô đã nói rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Nhưng Ngài đã hạ mình xuống trở nên con người, mà không phải con người để người khác phục vụ Ngài đâu. Không phải trở nên một ông vua trong thế gian này, nhưng mà trở nên con người và mang lấy hình nô lệ trong nguyên văn đó, chứ không phải chỉ là tôi tớ bình thường, mà mang lấy hình nô lệ, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, và thậm chí chết trên cây thập tự. Bởi điều đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên nơi rất cao và đặt danh của Chúa trên hết mọi danh. Chúng ta biết rằng điều mà đã khiến cho lẽ ra con người được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời, như lúc ban đầu mà Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, chính vì cớ đã đi theo cái lời dẫn dụ lừa dối của ma quỷ. Mà ma quỷ là ai? Nó vốn dĩ là Lucifer, sao mai sáng chói, là một đại thiên sứ của Đức Chúa Trời, thiên sứ trưởng á. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó không bằng lòng với cái vị trí đó, mà nó muốn lên ngai của Đức Chúa Trời luôn, nó muốn bằng Đức Chúa Trời luôn. Và bởi điều đó, sự kiêu ngạo này đã khiến cho nó trở thành Satan, thành sao xa xuống, chứ nó không phải là ngôi sao sáng chói nữa. Và chúng ta biết rằng sự kiêu ngạo đó đã khiến cho một thiên sứ trưởng ở trên thiên đàng đó bị quăng xuống, và số phận cuối cùng của nó sẽ là hỏa ngục.
Và chúng ta biết rằng sau đó nó đã đến trong vườn Ê-đen để cám dỗ con người. Con người lẽ ra ở một cái vị trí rất cao, nhưng mà chúng ta thấy rằng chính vì cớ nghe theo lời ma quỷ muốn mình bằng Đức Chúa Trời, cho nên chính điều này nó cũng đã khiến cho con người cũng bị sa vào trong số phận của hỏa ngục đời đời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta để có thể cứu vớt chúng ta từ hỏa ngục, phục hồi lại cho chúng ta đến với Jerusalem vinh hiển, đến với vương quốc Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng Ngài đã hạ mình xuống. Đây là hai cái thái độ hoàn toàn là khác biệt. Một, sự kiêu ngạo thì dẫn tới sự bại hoại và sa ngã. Hai, sự khiêm nhường thì được nhắc lên cao. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng vào Jerusalem chúng ta phải đi qua cái cửa trũng này là một điều rất là quan trọng. Hết thảy những người nào đến với Chúa thì chúng ta phải mang lấy ách và gánh là sự khiêm nhường, là sự nhu mì trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cần biết rằng trong bất cứ một tập thể nào trong thế giới này, kể cả trong hội thánh hữu hình, thì chúng ta biết rằng thường á, là có những cái sự so sánh. Và so sánh với nhau thì dẫn tới tranh cạnh, rồi tranh giành về quyền lợi, về vị thế, về quyền lực. Và chính như cái điều đó thì nó dẫn tới sự chia rẽ, chứ không thể nào có sự kết đoàn hiệp một gì ở đây hết á. Và chúng ta thấy rằng bởi điều đó nó phá vỡ những cái sức mạnh của các cộng đồng, kể cả trong hội thánh của Chúa một cách hữu hình, hay là trong hội thánh của Chúa một cách không có thích ứng, không có xứng đáng. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đặc điểm của hội thánh Chúa là sự khiêm nhường. Và điều này hết sức là quan trọng. Vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không thể kiêu ngạo được. Cho nên chúng ta cũng nhớ trong châm ngôn cũng nói với chúng ta rằng đó là sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại theo sau. Tính tự cao thì đi trước sự sa ngã. Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được Chúa nhắc lên. Chúng ta phải nhớ mình phải là đi qua cái cửa trũng, chúng ta phải hạ mình xuống ở trước mặt Chúa. Sách Nhã Ca cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là tốt đẹp. Ở đây nó chỉ về đời sống của hội thánh hay là nếp sống hội thánh, mà mỗi chúng ta là một thành viên thì nó cũng chỉ về mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta đã hiểu và học rất là nhiều lần ở trong sách Nhã Ca. Ghi lại câu chuyện của chúng ta là vua Salomon đã đem lòng yêu một thôn nữ. Một thôn nữ rất là tầm thường ở trong thế giới lúc bấy giờ, nhưng mà được vị vua cao quý là Salomon chiếu cố, và rồi đã thể hiện tình yêu và khiến cho nàng trở nên hoàng hậu. Đó là câu chuyện tình rất là đẹp đẽ của vua Salomon và nàng thôn nữ Sulamit. Nhưng mà nó làm hình bóng cho chúng ta về Chris và mỗi đời sống chúng ta, những con người hèn mọn đã được tình yêu của Chúa tìm kiếm chúng ta và nâng chúng ta lên một cái vị thế để chúng ta có thể được kết hiệp với chính mình Ngài ở trong sự vinh hiển. Và chúng ta thấy ở đây đoạn 2 câu 1 và 2 ghi lại cho chúng ta, chúng ta vừa mới đọc đó. Và tôi cũng muốn đính chính một điều như thế này. Khi nãy chúng ta trong cái giờ dân hiến đó thì chúng ta đã hát cái bài Hoa Huệ Trong Trũng. Và nội dung của cái bài đó thì thật ra nó không có đúng, mặc dù dựa trên cái phần kinh thánh này. Nhưng mà nó có một sự nhầm lẫn là người ta ví sánh Hoa Huệ Trong Trũng với Chúa Giê-xu. Nhưng mà thật ra thì không phải. Hoa Huệ Trong Trũng này là chỉ về hội thánh hay là chỉ về mỗi đời sống của chúng ta. Đó là cái điểm chúng ta cần lưu ý. Dẫu vậy đó, thì ở trong cái ý nghĩa chúng ta cũng biết rằng đó, chúng ta không tự mình có cái sự khiêm nhu hạ mình gì được đâu. Bởi vì bản chất sa ngã của chúng ta là kiêu ngạo, là tự cao. Nó là bản chất của con người, chúng ta phải nhớ như vậy. Nhưng mà Chúa đã xử lý cái bản chất đó để ban cho chúng ta một cái tâm tình mới như Đấng Christ đã có. Một cái nếp sống mới như Christ đã thể hiện. Đó là sự khiêm nhường và nhu mì. Chúng ta trở lại đây để chúng ta có thể thấy. Tôi đọc lại. Đây là lời
tuyên nhận, tuyên xưng của nàng Sulamit. Nàng đã nói rằng ta là hoa tường vi của Sa-ôn, bông huệ của Trũng. Và được chính Chúa xác nhận bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai góc. Có một điều rất là lạ lùng, có lẽ là tư tưởng lớn gặp nhau, cho nên hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy có rất nhiều hoa hồng. Phải không ạ? Trang trí rất là nhiều hoa hồng. Rồi chúng ta cũng thấy có hoa li li. Cái gì? Hoa li li. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng thật ra đó thì hai câu kinh thánh này nó không phải là chỉ về cái hoa hồng này đâu. Đừng ở trong chậu, trồng ở trong vườn nhà được chăm sóc kỹ lưỡng, hay là hoa li li. Hoa hồng ở đây á, trong nguyên văn của nó, trong tiếng Hebrew, tức là tiếng Hebrew đó, nó là cái chữ Shabbat Select. Thì nó chỉ về một cái loại hoa hồng mà trong Cựu Ước chỉ có hai lần nhắc tới cái chữ này. Một là ở đây, và thứ nhì là ở trong Ê-sai đoạn 35 câu 1, khi Chúa nói rằng Ngài sẽ khiến cho đồng vắng trở nên vườn hoa hồng đó. Thì á, hoa hồng ở đây là một cái loại hoa dại. Cho nên khi nói rằng ta là hoa tường vi á, thì nó không phải là hoa tường vi đâu, mà nó là hoa hồng, mà là hoa hồng dại nữa kìa. Ở Sa-ôn, Sa-ôn nó có nghĩa là một cái cánh đồng. Nó là một cái cánh đồng hoang, cánh đồng á, mà người ta có thể đem chiên bò tới để mà người ta chăn giữ nó. Nó là một cái cánh đồng hoang. Cho nên ở đây là một cái loại hoa dại sống ở ngoài đồng hoang. Rồi á, khi nói rằng là bông huệ của Trũng thì không phải là hoa li li như thế này đâu. Chúng ta nhớ trong Matthew đoạn 6, bài giảng trên núi á, Chúa đã nói về việc mà chúng ta đừng có lo lắng đó. Thì Chúa nói hãy xem những loài hoa huệ ngoài đồng. Phải không? Sớm nở mà tối tàn. Nó là cái hoa mọc ngoài đồng. Nó chẳng có phải là làm cái gì cả, mà nó được Chúa mặc lấy cho nó một cái chiếc áo thật là đẹp đẽ. Mà vua Salomon với cái hoàng bào của ông cũng không thể ví sánh được với cái nét đẹp trong cái cánh hoa huệ dại ở ngoài đồng nữa. Và ở đây nói rằng đó là bông huệ ở một thung lũng sâu, ở một cái Trũng mà là một cái thung lũng sâu nữa kìa. Bản hiệu đính cho chúng ta thấy cái chữ Trũng ở đây là chỉ về một thung lũng sâu. Cho nên đây là những cái loài hoa dại. Vì vậy mà chúng ta biết rằng nàng Sulamit ở đây tự ví sánh mình như là hoa hồng dại ở tại đồng Sa-ôn, hay là một cái cánh hoa huệ, một cái bông hoa huệ ở giữa một thung lũng sâu. Không có nói mình là một cái thứ gì cao trọng lắm. Chúng ta biết rằng ở đây đó thì có một số người mang tên là Hồng, phải không? Tôi không tin rằng đó là khi cha mẹ đặt tên cho con cái của mình tiếng Việt Hồng chẳng hạn đi, Mai Hồng, thì không phải là chỉ về cái loại hoa này đâu mà Kinh Thánh đã nói tới đâu. Nó chỉ về những cái nét đẹp kiêu sa, và nó cần phải được chăm sóc một cách rất là kỹ lưỡng. Nó được trồng ở trong một cái chậu, hoặc là nó ở trong một cái mảnh vườn xinh xinh nào đó, và được chăm sóc một cách rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà ở đây không phải, nó chẳng được ai chăm sóc ngoài Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho những đóa hoa hồng dại, những đóa hoa huệ dại ở ngoài đồng, ở nơi thung lũng sâu. Và đó là một cái điều nó rất là quan trọng mà chúng ta cần phải học hỏi. Đó chính là một cái điều tự biết mình là khiêm nhường. Chúng ta chỉ có thể khiêm nhường khi nhận biết mình chỉ là một thôn nữ bình thường, tầm thường. Và chúng ta chỉ có thể nhận biết đó ở trong cái mối tương quan với chính mình Chúa là vị vua cao quý nhất, vinh hiển nhất. Khi chúng ta lấy mình so với người khác thì chúng ta sẽ dễ có những cái so sánh để thấy là hơn thua. Nhưng mà so với Chúa thì chúng ta không có ai gì cả. Cho nên đó là cái điểm mà xin Chúa cho chúng ta thật sự có một cái sự tự nhận thức mình trong sự hiện diện chí cao và vinh hiển của chính mình Chúa. Mặc dù chúng ta biết rằng mình là một cái người được Chúa kể rất là cao trọng, chứ không phải là không. Và sự cao trọng đó không phải là tự nơi chính mình có được, mà sự cao trọng nó đến
vì cớ chúng ta ở trong cái mối tương quan với chính mình Ngài. Thế nhưng chúng ta phải luôn luôn hạ mình xuống. Chúng ta hãy xem trong sách Nhã Ca đoạn 6 để chúng ta có thể thấy ở đây mô tả như thế nào. Nhã Ca đoạn 6, câu 3 và câu số 4. Một lần nữa chúng ta thấy nàng Sulamit đã nói: tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi. Người chăn bày mình giữa đám hoa huệ. Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như thiệt xa, có duyên như Jerusalem, đáng sợ khác nào đạo quân chương cờ xí. Chúng ta cần thấy rằng ở đây đó là nói rằng tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi. Và Ngài chăn bày mình giữa đám hoa huệ. Ngài chăn bày của Ngài là mỗi chúng ta là hội thánh của Chúa đây, là những đám hoa huệ. Chúng ta hết thảy đều là những bông hoa huệ. Và chúng ta biết rằng đó là điều mà Chúa sẽ đưa bày của Ngài đến ở tại nơi đó để chăn giữ. Ngài không phải đem chúng ta đến hoa tường vi cao trọng. Ngài cũng không phải đến với chúng ta với những cái đóa hoa hồng như thế này, mà là bông huệ ở ngoài đồng, ở nơi thung lũng sâu đó. Nhưng mà Ngài sẽ đưa bầy chiên của Ngài đến tại nơi đó. Và ở đây mô tả rằng đó, như lời của Chúa nói: hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như thiệt xa. Thiệt xa chỉ về đền của vua Salomon đã xây cất tại Jerusalem. Cho nên đền của vua thì nó đẹp đẽ vô cùng, phải không ạ? Rồi chúng ta lưu ý, hội thánh của Chúa được ví như là có duyên như Jerusalem. Nó là gì? Nó là những đám hoa huệ mà Chúa muốn đưa bày của Ngài đến để mà chăn giữ. Trên hội thánh của Chúa là Jerusalem. Và phải có duyên. Và cái duyên của Jerusalem là chỗ nào? Là những bông hoa huệ. Nét đẹp của Jerusalem là chỗ nào? Là cửa trũng để đi vào. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa như vậy. Mặc dù chúng ta biết rằng đó, nó có sự vinh hiển cao trọng như thiệt xa, nó có một cái năng quyền lớn lao như đạo quân dương cờ xí, nhưng mà tất cả điều đó đến từ nơi Chúa hết. Còn chúng ta trước mặt Ngài là những bông hoa dại, trước mặt Chúa chúng ta là những bông hồng dại, là bông huệ dại. Đừng bao giờ chúng ta tự thấy mình như là hoa tường vi. Hoa tường vi á, hay là hoa hồng này đó, thì đòi hỏi người ta phải quan tâm. Nhiều người phải quan tâm, phải chăm sóc một cách rất là kỹ lưỡng, và phải tách biệt ra khỏi nhiều cái thứ khác, không có để nó trong đồng hoang, trong thung lũng sâu được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với bông hồng dại và hoa hệ dại tại thung lũng sâu á, thì nó không ai chăm sóc đó, mà nó chỉ còn có một thái độ trông cậy là chính Chúa chăm sóc mà thôi. Quả thật đây là một cái điều nó rất là quan trọng. Và đây là điều mà chúng ta phải có cái nếp sống hội thánh. Có nghĩa là cái cách ăn ở, nếp sống cơ đốc của chúng ta đối với những người chung quanh, và nhất là trong hội thánh của Chúa. Ở trong Thơ Ma đoạn thứ 12, câu số 3, ghi lại cho chúng ta một câu rất là quen thuộc. Sau khi chúng ta đã dâng mình cho Chúa rồi, như là của để sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, để làm theo ý mọi ý muốn tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, thì Phaolô ông nói rằng: nó nhờ ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi một người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có một tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Chúa đã phú cho từng người. Đừng có tư tưởng cao quá lẽ, đừng tự nhắc mình lên cao, mà phải có tâm tình, thậm chí ở đó nói tâm tình tầm thường nữa. Phải nhớ chúng ta chỉ là những hoa huệ dại ở giữa cánh đồng của Chúa đây. Mỗi ông bà chị em cũng như tôi, chúng ta là những bông hoa rất là tầm thường, rất là bình thường. Và đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Và Phaolô ông nói gì? Ông nói rằng đó, sau đó thì ông nói đến cái mối tương quan của những chi thể trong thân thể của Đấng Christ, với rất nhiều những cái ân tứ chức vụ khác nhau. Để làm gì? Không phải để người này tự tôn lên, người kia tự cao, để so sánh ai hơn, ai tài, ai giỏi. Không có. Mà để chúng ta phục vụ lẫn nhau. Không có bất kỳ một cái chi thể nào trong thân mà là kém quan trọng hơn chi thể khác. Tất cả đều là quan trọng như nhau. Cho dù đó là những chi thể được bày tỏ ra rõ ràng, hay là những chi thể ẩn giấu bên trong.
cả mọi phần chi thể đều quan trọng. Và mỗi một chi thể nó hoạt động, nó không bao giờ chỉ vì lợi ích của riêng nó mà vì cả thân thể. Cái miệng này nè, chúng ta thấy rằng cái miệng mình ăn thì đừng có chỉ là thích ăn sao cho nó thỏa cái khẩu vị của mình, ngon miệng là tôi ăn thôi, bất kể là ăn cái thứ gì. Bởi vì mình ăn là vì lợi ích của toàn thân thể, mình phải biết chọn lựa những cái loại thực phẩm nào mà mình ăn, mà không phải chỉ là để giống như cho nó sướng cái miệng của mình, nhưng mà nó đi vào bên trong đó, nó có lợi ích hay không, hay là nó sẽ gây nên những cái điều tổn hại. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, nó không bao giờ làm chỉ vì lợi ích của chính nó, vì cái sự vui thích của chính nó, mà vì lợi ích của toàn thân thể. Cái miệng này khi nói ra một cái lời nào đó là chúng ta đang gieo. Và chúng ta lưu ý ở đó, Chúa có nói đến một điều: bạn tình ta như bông huệ ở giữa gai gốc. Cho dù ở chung quanh chúng ta có là gai gốc đi nữa, đó có thể là những cái cánh đồng ở bên ngoài của thế gian chưa được cứu, hay ở trong vòng hội thánh của Chúa, nơi mà Chúa sẽ chăn thả bầy chiên của Ngài, sẽ có những gai gốc đó. Nhưng mà chúng ta phải là hoa huệ, chứ không thể là gai gốc được. Đừng gieo gai gốc vào trong cánh đồng của Chúa, mà chúng ta phải gieo ra những cái lời nhu mì, khiêm nhường, những lời yêu thương, những lời tốt lành. Bởi vì lời nói của chúng ta chính là gieo. Gieo một cái điều gì đó hoặc tốt hoặc xấu, và tất cả đều có những cái hệ quả tương thích. Chúng ta sẽ gặt những cái gì mình gieo. Xin Chúa cho chúng ta gieo những cái hạt giống của hoa hồng, của hoa huệ, chứ không có gieo gai gốc. Nhưng mà Chúa bảo đảm với chúng ta rằng cho dù chúng ta ở giữa những cái cánh đồng hoang, hay là chúng ta ở trong thung lũng sâu, thì bởi cái sự chăm sóc của Ngài, chúng ta sẽ không hề bị tổn hại điều gì hết á. Gai gốc không thể nào làm hại đối với bông huệ, mà nó sẽ nổi bật lên cái nét đẹp của nó. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này, và phải phô diễn cho dù ở giữa gai gốc, cho dù chúng ta có thể va chạm, đụng chạm đến những cái gai gốc, nhưng mà Chúa bảo đảm rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, và chúng ta sẽ không bị tổn hại cái gì. Nhưng ngược lại, giữa đám gai gốc đó, bông huệ sẽ nổi bật lên trong cái nét đẹp của nó. Cho dù ai đối xử với mình ra sao, thì xin Chúa cũng cho chúng ta giữ được tấm lòng khiêm nhu của chúng ta, tức là khiêm nhường và nhu mì ở trước mặt Chúa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng vậy, trong Ma-thi-ơ đoạn 11 khi nãy chúng ta trích dẫn lời mà Chúa nói: hỡi những kẻ mệt mỏi gánh nặng đến cùng ta đó. Nhưng mà trước đó chúng ta biết rằng đó, là Ngài đến với thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa đó, Ngài làm biết bao nhiêu những cái công việc tốt lành, nhưng mà bị họ dửng dưng, lạnh nhạt, chối từ, không tiếp nhận. Và Chúa đã nói rằng rồi đây họ sẽ phải chịu một cái hậu quả, đến ngày phán xét họ phải chịu lấy những cái sự xử phạt còn lớn hơn cả Sodom và Gomorrah, chỉ vì cái thái độ dửng dưng của họ. Nhưng rồi chúng ta biết rằng họ đã dường như đang làm cho tổn thương Chúa, phải không? Thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, trong khi Ngài bị khước từ, bị chống đối, bị khinh dễ, thì chúng ta thấy Ngài làm gì? Ngài hướng về Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài đã giấu những cái điều này, mầu nhiệm này, đối với kẻ khôn ngoan và người sáng dạ, nhưng mà đã tỏ ra cho con trẻ. Không có nghĩa là con nít đâu, nhưng mà cho những người có cái tâm tình như con trẻ. Mà Ma-thi-ơ đoạn 18 ghi lại chúng ta đặc điểm của nó là gì? Phẩm tính của con trẻ mà Chúa đang nhấn mạnh đó là gì? Là sự khiêm nhường. Hãy khiêm nhường như con trẻ. Và chúng ta thấy Chúa có thể tạ ơn Chúa được, ngợi khen Đức Chúa Trời được. Giữa lúc bị người ta khước từ, người ta nói những cái lời xúc phạm, gây tổn thương, nhưng mà Chúa với lòng khiêm nhu của Ngài, Ngài không bị những cái điều đó làm cho tổn thương, làm cho cay đắng, làm cho mệt mỏi, nhưng mà Ngài có thể tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi cái điều đó được. Ở giữa gai gốc, xin Chúa cho chúng ta luôn giữ lấy cái nét đẹp của hoa hồng và hoa huệ, vì Chúa là Đấng sẽ chăm sóc trên đời sống của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 3 ghi lại cho chúng ta lời của sứ đồ Phao-lô. Ông đã dạy như thế nào? Ông nói với chúng ta về cái cách mà chúng ta ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Có nghĩa là mỗi chúng ta đã được Chúa kêu gọi trở nên môn đồ của Ngài, người thuộc về Chúa, thì chúng ta cần phải thể hiện trong cách
ăn ở một cách tương thích. Và thế nào là ăn ở một cách tương thích? Đó là phải khiêm nhường đến điều. Cái chữ đến điều này hay quá. Đến điều có nghĩa là hạ mình tột cùng, nó hết mức luôn đó. Là đến điều, mềm mại đến điều. Phải nhịn nhục lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Và gì nữa? Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chính những người tưởng mình là hoa tường vi đó, hay là hoa li li gì đó, thì chúng ta dễ gây nên những cái nan đề cho hội thánh của Chúa. Tự cao mình, tự nhắc mình hơn người khác, thì chúng ta thấy nó gây nên các nan đề và phá vỡ sự hiệp một của Thánh Linh. Phải nhớ rằng tôi nói kiểu phá vỡ nha, là tại vì ở trong Chúa chúng ta đã được hiệp một với Ngài và với nhau. Sự hiệp một đã được ban cho rồi. Chúng ta chỉ làm sao để mà giữ lấy sự hiệp một đó, bảo vệ nó. Vì Chúa đã cho chúng ta có sự hiệp một này, mà để có thể làm được điều đó phải khiêm nhường. Phải khiêm nhường. Chúa Giêsu ở giữa các môn đồ đó, trong khi họ tranh cãi với nhau xem ai là cao trọng hơn giữa vòng họ, và đi vào trong cái bữa ăn, bữa tiệc ly đó, thì chúng ta nhớ rằng đó, tức là bên bàn tiệc thánh đó, sau đó Chúa mới làm, thì chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ đó thì đi vào trong nhà, vào trong cái bữa ăn thì theo thông lệ của họ, phong tục của họ là phải rửa chân, tại vì họ đi ngoài đường lấm lem bùn đất này kia đó, đó. Và họ ăn nằm dài xuống thế này nè, chứ không phải ngồi bàn giống như chúng ta thấy cái hình ảnh của tiệc thánh đâu, nhưng mà nằm dài xuống, tay gác về rồi tay lấy đồ ăn, trên cái chân sẽ để gần cái mặt của cái người kia, mà cái chân đi ngoài bùn đất tùm lum. Nhưng mà phong tục là phải rửa chân, nhưng mà giờ không ai chịu rửa chân hết. Tôi cao trọng vậy mà tôi đi rửa chân cho anh hả? Không đó đâu, anh rửa chân cho tôi chứ, anh phải phục vụ tôi chứ không phải tôi phục vụ anh, vì tôi cao trọng hơn anh. Họ hiểu sai về cái sự cao trọng. Chúa nói ai muốn làm lớn phải làm kẻ nhỏ. Chúa đã nói như vậy mà. Và bây giờ ai rửa chân? Cuối cùng chính Chúa, Ngài cởi áo ra thắt lưng lại rồi rửa chân cho các môn đồ. Sau đó Ngài nói gì? Ngài nói rằng các ngươi gọi ta là thầy, là Chúa, các ngươi nói phải. Không được phép bất kính đối với Chúa được. Bởi vì nó có thứ bậc. Nó có thứ bậc. Có những người mang danh là tôi tớ, vì Chúa Giêsu cũng nói rằng ta là thầy, là Chúa. Ngài ở một cái thứ bậc rất là cao giữa vòng các môn đồ. Nhưng ta ở giữa các ngươi như một đầy tớ, như một nô lệ để rửa chân cho các ngươi. Vậy các ngươi hãy rửa chân lẫn cho nhau. Chúng ta phải tôn trọng đối với những bậc trưởng thượng, những cái thứ bậc nào đó mà Chúa đã đặt định cái trật tự trong hội thánh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai được bậc đặt ở một cái vị trí quan trọng, thứ bậc nào đó, thì lại có thể cao ngạo được, mà phải mang lấy tâm tình của tôi tớ. Chúng ta thấy rằng đó, nhiều khi đó, mình gọi các mục sư là tôi tớ chẳng hạn. Nhưng mà tôi thì tôi nói rằng tất cả mọi người đều là tôi tớ của Chúa hết đó. Ai cũng được hoặc 5 ta lân, hoặc 2 ta lân, hoặc 1 ta lân. Tất cả ta đều là tôi tớ. Những người thuộc về Chúa là tôi tớ hết đó. Và tôi tớ Chúa, không có tôi tớ của ai. Quý ông bà chị em không phải là tôi tớ của tôi. Tất nhiên thì theo chúng ta hay quen gọi là tôi con, tôi tớ con cái gì. Nhưng mà tôi cũng không phải là tôi tớ của ông bà anh chị em đâu. Gọi chúng ta là tôi tớ của Chúa. Nhưng với nhau chúng ta là tôi tớ lẫn nhau. Để chúng ta rửa chân lẫn cho nhau. Phải khiêm nhu. Đó là những cái điều nó rất là quan trọng. Và chúng ta nói đến bây giờ cái kết quả phước hạnh của một người biết hạ mình là gì? Một người khiêm nhu ở trước mặt Chúa là gì? Bây giờ chúng ta hãy xem ở trong sách Ê-sai đoạn 65 câu số 10. Tiên tri Ê-sai đoạn 65 câu số 10. Trong dân ta, những kẻ nào đã tìm kiếm ta sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên, nơi trũng A-cô dùng làm đồng cỏ thả bò. Ồ, chúng ta thấy ở nơi đây đó, đồng Sa-rôn với những cái hoa hồng dại, hay là ở nơi cái trũng, cái thung lũng sâu có hoa huệ đó. Nhưng khi mà Ngài tìm thấy
hoa hồng dại ở Sa-rôn, Ngài tìm thấy bông huệ dại ở thung lũng sâu, thì Ngài sẽ đến để nhận rằng đó, đó là dân ta. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta, có nghĩa là chúng ta đến với Chúa để mang lấy cái tâm tình, mang lấy cái ách và gánh của Chúa là sự khiêm nhường và nhu mì đó. Thì đó là đẹp lòng để Chúa đi đến tại nơi đó. Và Ngài đem bầy chiên của Ngài đến ở tại nơi đó. Ngài sẽ nuôi dưỡng, Ngài sẽ ban phước cho. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mình có tấm lòng tìm kiếm Chúa là đấng nhu mì và khiêm nhường, để trở nên cái cánh đồng đẹp lòng Chúa, một đời sống đẹp lòng Chúa, để Ngài có thể đến với chúng ta và đem tất cả mọi cái điều phước hạnh nhất và sự hiện diện đầy vinh hiển của Chúa sẽ ở với chúng ta. Ân điển của Ngài sẽ lớn lao trên đời sống của chúng ta. Và tôi nói đến một cái câu chuyện để minh họa cho phước hạnh của sự khiêm nhường. Chúng ta mở ra ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ ba. Các Vua thứ nhì đoạn 3 câu 15 cho đến câu 20 ghi lại cho chúng ta rằng một lần kia thì liên minh của Jeroboam là vua của vương quốc Israel ở phía Bắc. Và bây giờ có một cái sự liên minh đối với vua của phương Nam là Josaphat, nhưng mà cũng có cả Edom. Bởi vì lúc bấy giờ họ đang bị một cái mối đe dọa của quân thù là quân Moab. Mà họ thì kể cả cái liên minh đó thì họ cũng rất là suy yếu. Và bây giờ chúng ta thấy trong khi đi ra để mà đánh trận như vậy đó, thì bây giờ quân của họ rồi bày vật của họ bị rơi vào trong một cái tình trạng lúc bấy giờ là hạn hán, trên bị thiếu nước, không có nước. Cũng giống như ngày hôm nay chúng ta nghe tin tức của cái cuộc chiến mà của Nga với lại Ukraine rồi đó. Quân Nga bị rất là nhiều tổn hại, tổn thất là tại vì sao? Vì cái nguồn cung cấp cho họ đó, nó không có đủ. Không có đủ gì hết đó, cho nên là bởi điều đó thiếu ăn nè, thiếu nước nè, thiếu thuốc men nè, thiếu trang bị dụng cụ gì đủ thứ chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy rằng họ bị thất bại. Thì cái đạo quân dù là liên minh đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng là họ rơi vào trong một cái tình trạng nguy khốn, nguy hiểm vô cùng. Bởi vì bây giờ ngựa hay là gì đó cũng không có nước gì uống, rồi quân sĩ thì khát nước, không có nước uống, thì chỉ ngồi đó chờ chết chứ làm gì. Thì bây giờ họ mới kêu vang, và có người đã chỉ rằng có Elise. Chúng ta nhớ lúc bấy giờ tiên tri Elise là người đại diện cho Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh đó, ở giữa cánh đồng hoang mạc mà khô cằn không có nước, ở giữa một thung lũng sâu mà không có nước, đồng khô cỏ cháy, thì sao? Khi mà họ hướng về Chúa để tìm kiếm, chúng ta hãy xem câu 15. Nhưng bây giờ đây là lời của Elise nha: hãy đem đến cho tôi một người khải đàn. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đàn ở đây là họ có thể hát cho nhau nghe để khích lệ tinh thần, có không? Hát một bài quân ca gì đó, có phải không? Dạ không. Tôn vinh Đức Chúa Trời. Một bài tôn vinh nghĩa là hướng về Đức Chúa Trời. Không phải là than khóc, nhưng mà hướng về Đức Chúa Trời để ngợi khen. Vì biết rằng đó, cái sự tiếp trợ, sự cứu trợ, nó là một cái điều bảo đảm mà Chúa sẽ đem đến. Và chúng ta thấy điều gì nữa? Trong lúc người ấy khải đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Rồi tay Chúa bắt đầu, vì Đức Chúa Trời ngự giữa sự khen ngợi của dân sự Ngài. Chúng ta hạ mình xuống để dâng sự vinh hiển cho Chúa, để tôn ngợi Ngài và ngửa trong Ngài. Rồi người nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này. Trũng rồi, nhưng mà Chúa nói phải đào thêm nữa, sâu hơn nữa, đào nhiều hơn nữa. Chi vậy? Rồi thiếu nước phải không? Thì phải chuẩn bị cái gì để chứa nước chứ. Và Chúa nói như vậy đó: hạ mình xuống, hạ mình xuống, hạ mình tột cùng hơn nữa. Và trong mọi lãnh vực, hạ mình xuống để đặt sự trông cậy mình ở nơi chính mình Chúa. Và chúng ta thấy Chúa nói sao? Câu số 17 nè: để làm gì vậy? Vì Đức Giê-hô-va phán rằng các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng này sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được.
thật đây là những cái điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta học. Đó là ý muốn của Chúa, chúng ta phải hạ mình xuống. Hạ mình xuống, hạ mình xuống nhiều hơn nữa. Hạ mình xuống trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Tại vì nước nó được hấp dẫn để chảy đến những nơi trũng thấp, chứ không phải chảy lên cao. Và chúng ta nhớ một điều như thế này. Nước, sông nước này làm hình bóng về Đức Thánh Linh. Vì Chúa nói rằng kẻ nào tin ta thì những sông nước sự sống sẽ chảy từ trong lòng và còn văng ra cho đến sự sống đời đời nữa. Những sông nước nha, chứ không phải một sông nước thôi. Nó chảy từ đâu? Từ trong lòng. Trong lòng là ở đâu? Từ tâm linh. Linh là mối tương giao của chúng ta với chính mình Chúa. Chúng ta nhớ về sông nước sự sống đã được tiên tri Ezechiel nhận khải thị và mô tả nó trong đoạn 47. Nó khởi nguồn từ đâu? Từ ngạch cửa của đền thờ. Khi người ta hạ mình xuống, phải từ trên chảy xuống đâu. Đôi khi người ta đôi xin đổ Đức Thánh Linh ở trên con. Đúng, chúng ta cần phải xin cái điều đó là đầu tiên. Nhưng mà chúng ta phải liên tục nhận biết Thánh Linh ở trong mỗi đời sống của chúng ta sẽ tuôn tràn cái sự sống của Ngài ra. Và nó đến từ sự thờ phượng. Hạ mình xuống như ngạch cửa. Ngạch cửa của đền thờ. Nước từ đó tuôn ra và nó dâng lên, dâng lên, dâng lên. Và đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta cũng có được. Có những người mà chúng ta thấy rằng đó, nó giống như những cái chầm, những cái bưng á. Ê-xi-ên 47 có nói như vậy. Cái chầm, cái bưng nước chảy tràn lan đi tới đâu, đem sự sống tới đó. Bông hoa, cây trái nảy nở, rồi cá, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà những cái chầm, những cái bưng cao lên á, thì không nhận được nước gì hết. Nó vẫn trong tình trạng gai góc, khô hạn. Nước không có chảy lên cao, nước chảy xuống thấp. Hãy hạ mình xuống. Người đàn bà bị bệnh mất huyết làm sao để nhận được cái quyền phép của Chúa, ân điển của Chúa? Phải đứng ngang với Chúa đụng đụng vậy đó, không có. Làm gì? Hạ mình xuống tận trôn áo của Chúa đó, gờ đến trôn áo của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta thấy được điều đó để luôn luôn giữ lấy cái tâm tình của một bông hồng dại, một bông huệ dại. Nhưng mà tại đó chúng ta sẽ nhận được ơn. Chúng ta sẽ nhận được sự sống tuôn tràn từ nơi Chúa. Và quý ông bà anh chị em ơi, phải đào nhiều hầm hố hơn. Đừng có đến đây trong giờ thờ phượng mà vẫn bằng phẳng. Có thể nước nó vẫn chảy đó, Thánh Linh vẫn có thể vận hành đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu không có những cái trũng thấp hầm hố, không có chứa gì hết đó, nó cũng đi trên mặt vậy thôi, lướt qua cá rồi sau đó khô hạn trở lại. Nó giống như trong sách OC đó, Chúa nói rằng đó, ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ephraim? Ephraim có nghĩa là Israel đó. Và ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Juda? Bởi vì lòng nhân từ của ngươi như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai. Họ cũng đến, cũng yêu Chúa vậy đó, nhưng mà cạn cợt lắm. Cho nên nó giống như mây buổi sáng, như móc, tức là xương động ở trên những cái cành lá. Khi mặt trời lên là nó tan mất, bốc hơi liền. Đừng để chúng ta đến đây trong sự thờ phượng Chúa rồi ra về bốc hơi. Hãy đào tấm lòng của chúng ta nhiều hơn nữa, hạ mình xuống nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ nhận nước, sự sống là Thánh Linh của Ngài đổ đầy trong chúng ta. Và hơn thế nữa, điều gì sẽ tiếp tục? Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá. Ngài không chỉ là để đáp ứng cho những cái nhu cầu chúng ta, làm sức mạnh cho chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, đối diện với nan đề, đối diện với các thế lực thù địch của chiến trận đó, thì như thế nào? Ngài lại sẽ phó luôn dân Moab vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ, đốn những cây tốt, bịt mọi suối nước và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ. Vậy buổi sáng nhằm giờ người ta dâng của lễ chay, thấy nước bởi đường Edom đến và xứ bèn đầy những nước. Cho nên chúng ta thấy ở nơi đây Ngài còn ban cho chúng ta đạo quân dương cờ xí đó, mà sách Nhã Ca có nói tới là cái quyền của sự đắc thắng. Cho nên quyền Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta học được cái bài học phải đi qua cửa trũng. Xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng khiêm nhu hạ mình trước mặt Chúa để nhận được các phần hạnh phúc lớn lao từ nơi chính Ngài. Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta cầu nguyện.
là Chúa chí cao. Nhưng Ngài cũng đã đến ở nơi cùng tột của thế gian này tại thập tự giá, ở giữa một cánh đồng gai góc. Ngài cũng mang lấy gai góc ở trên đầu Ngài, chịu lấy những mũi đinh nhọn đâm vào, những lằn đòn trên thân thể của Ngài. Tại nơi đó Ngài không ngủ xả, nhưng mà Ngài đã tuôn ra những lời đầy yêu thương, bao dung, độ lượng, tha thứ và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Bởi điều đó Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên nơi rất cao trong sự phục sinh vinh hiển, và để Ngài có thể ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, được mang danh là vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Cảm ơn Ngài vì chính chúng con là những người đã đội mão gai trên đầu Chúa, đã đâm, đã vả, đã đánh đập trên toàn thân thể của Ngài vì tội lỗi của chúng con. Nhưng bởi tấm lòng yêu thương khiêm nhu đó, Ngài đã ban sự tha thứ cho chúng con. Để rồi bởi điều này, Ngài đã đem chúng con vào trong mối tương quan với chính mình Chúa, trong sự vinh hiển. Đến nỗi bây giờ Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng con trong Đấng Christ, thì chúng con thật đẹp như thiệt xa vậy, đầy vinh hiển nhờ Đấng Christ. Nhưng Ngài cũng cho chúng con có nét đẹp của Jerusalem bằng sự khiêm nhường. Hãy cho chúng con bước vào cửa trũng, đi qua danh của Chúa Giêsu Christ, để chúng con cũng có được tâm tình như chính Ngài đã có. Hạ mình xuống, không bao giờ lấy cái gì đó của chính mình làm quan trọng, không có làm theo ý mình, thỏa chế của mình, mà ý Cha, để chúng con có thể vâng phục. Và xin Chúa Ngài ban cho chúng con đối cùng nhau. Ngài đấy ban cho chúng con, Chúa ơi, để được hiệp một với Ngài, hiệp một với nhau trong hội thánh của Chúa. Ngài muốn hội thánh của Chúa sẽ là, Chúa ơi, một cái cánh đồng của Sa-ôn, không phải với những hoa tường vi, nhưng mà Chúa ơi là những bông hồng dài. Ngài muốn Chúa ơi dẫn đưa bầy của Ngài đến để an nghỉ, để chăm sóc ở nơi đó. Và Chúa ơi, dù ở thung lũng sâu đi nữa, khi Ngài tìm thấy ở nơi đó không phải là gai góc, nhưng mà là những bông huệ dài, Chúa cũng sẽ đẹp lòng để Ngài ngự đến và ban cho chúng con sự vinh hiển và ân điển của Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng có thể ở giữa gai góc, nhưng xin Ngài cho chúng con không phải là người gieo gai góc, không phải là người nuôi dưỡng gai góc, không làm tổn thương đối với, ôi Chúa, những bông huệ khác. Không có một thái độ nào trong sự khinh thường, xúc phạm một điều gì đó mà gây tổn hại đến cho anh em, chị em của mình. Chỉ có những kẻ bị quỷ ám, Chúa ơi, những kẻ điên loạn thì mới có thể tự đánh đập vào thân thể của mình, làm tổn hại những phân chi thể khác. Nhưng Chúa muốn chúng con chăm sóc lẫn nhau, tô điểm cho nhau trong những cái nét đẹp. Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con có cái nét đẹp mà Chúa đang tìm kiếm của Jerusalem, đó chính là khiêm nhường và nhu mì. Cầu xin lời của Chúa hành động ở trong mỗi chúng con trong buổi sáng hôm nay, để xây dựng ở trong chúng con về phẩm tính, về đức tính giống như Chúa vậy. Khiêm nhu, chúng con cảm ơn Ngài. Sau giờ chúng con sẽ có bữa ăn Agape. Cảm ơn Chúa vì những người phục vụ chịu khó nhọc thức đêm để dọn bàn cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì khung cảnh của đền thờ với những người khó nhọc sau những ngày làm việc cực nhọc vẫn đến đây để trang hoàng. Mỗi chúng con đều làm tất cả mọi sự vì cái vinh hiển của Ngài, để đem lại nét đẹp cho hội thánh, đem lại nét đẹp cho nhau, lợi ích cho nhau. Xin hãy cho chúng con có tâm tình đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài ban phước cho các chị em trong buổi họp của nữ giới. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành và cầu nguyện như danh Thánh Chúa Giêsu Christ.